Chào các bạn đã quay trở lại với My Jason Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay lại ăn buffet lớp thời. Và đặc biệt hơn là hôm nay mình đã nhận được hai món quà từ Yamava Casino. Đó là mình nhận được hai món quà là hai cái chảo bằng vàng 18 các bạn. Vàng 18 nha. Vàng 18 nè. 18K nha. Đây và vàng nè. Bây giờ mình ăn, nhưng mà lát mình sau khi ăn mình sẽ review cái chảo cho các bạn coi nha. Ok. Hẹn gặp các bạn trong vài phút nữa để mình đi lấy đồ ăn nha. Buffet lớp tờ đông nghẹt các bạn ơi, quá đông luôn. Đó, mọi người cầm lớp tờ ra. Đây, lớp tờ đây. Ok, can I get this one? Can I get this one too or no? This one? No butter. Thank you. Ok, tổng cộng là 3 con lớp tờ nha các bạn. Một con nguyên vẹn và 2 con được chẻ lưng. Ok, bắt đầu cuộc hành trình chinh chiến lớp tờ nha các bạn. Ok, săn táo lên. Đầu tiên mình sẽ ăn con lớp tờ được chẻ lưng nè. Đây, nó tách ra sẵn cho mình rồi. Con này thì không có đầu. Đây, lớp tờ đây. Nhưng mà ngọt, giòn, dây. Một con nó vô bụng. Đây là con thứ nhì nha các bạn. Đây, thấy không? Đã chưa? Xong hai em à. Giờ tới em nè. Bẻ cái đầu ra. Cái trứng này. Cái gà. Sự khác biệt giữa lớp tờ này với lớp tờ này các bạn. Lớp tờ này người ta chẻ ra rồi khi nên khi người ta luộc á, nó có một tí vị cay cay, một tí mùi bơ. Còn lớp tờ này, lớp tờ luộc nguyên con thì mình sẽ không được cảm giác đó. Ây da, chảy nước quá. Ok. Dằn quá. Đây. Ngầu chưa? Lớp tờ hôm nay ngon không ba? Lớp tờ hôm nay ngon. Dạ. Có gạch mà có trứng nè các bạn. Cảm ơn ba. Có trứng không? Có trứng nè. Lớp tàu bự như thế này. Ngon quá. Clean up bỏ hết. Bỏ vô cái thùng sau lưng. Cái càng này
dùng răng cắn à. Cái càng mềm lắm, không cần dùng cái đồ bớt nữa. Nếu mà bạn nào thích ăn có mùi vị chút xíu thì nên ăn cái dạng chả lưng á, thì nó sẽ có mùi vị. À, nha. Thấy chưa? Nha. Oh, thank you. Bạn chả ăn chặt quá. Nóng đỏ bàn được. Bàn hơi chặt các bạn, không có quay được khỏi lắm. Xong. Mời các bạn nha. Sau khi chinh chiến mình được giết ba con rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục nữa nha. Mình là đại chiến lớp tờ thôi, thích lớp tờ lắm. Cái áo mình hôm nay nó hơi hơi lỏng quá. Đây, anh này đang xào đồ ăn nè. Cá các bạn, bắp, pizza thịt, ba em nữa. And one of them. Ok, bây giờ mình sẽ thử một con là nhúng bơ đờ, một con nhúng ớt cay nha các bạn. Và hồi nãy mình lấy ba con rồi, bây giờ lấy thêm ba con nữa, tổng cộng là 6 con. Ok, đây là nhúng, cái bên này nhúng bơ, cái này nhúng ớt các bạn. Đây là lớp tờ luộc hấp, đây là lớp tờ hấp, và đây là không nhúng gì hết. Tổng cộng là 6 con nha các bạn. Hồi nãy nhúng ớt nhúng bơ mình quên quay rồi. Đây một con nữa nè, mình nhúng vô miếng bơ ăn thử nha. Quên ớt rồi nữa. Ngon quá. Ba con, bốn con, bảy con rồi các bạn. Bảy con à. Bây giờ sẽ tới em này. Đây, em đây. Đã chưa? Để ra nè. Wow. Ăn cắn cái đầu. Bẻ ra nè. Đã chưa? Cái này như không có trứng. Ngon. Có trứng à? Không, cái này không có được cái trứng. Tám con. Còn thiếu trứng. Đã cái đầu ra. Đã chưa, con này bự nè. Ngon, con này luộc nè. Chết người chưa? Đây nè. Sao dán nè các bạn. Cái nè. Đã chưa? Ngon.
ngon quá. Chín con hả bạn? Ăn chín con lá tà. Càng nha, càng cũng gọi là thường là bóp luôn được, khỏi cần bẻ, khỏi dùng đồ bẻ. Hôm nay mình đã chiên lắp tờ thôi, mình không ăn món khác, lát thì coi có món khác không. Cái càng nhỏ xíu à. Con bự nãy mới càng bự. Đã chưa? Wow. Em này mới càng bự nè. Hai càng luôn. Ồ, em này phải bóp rồi. Căng không nổi đâu. Cứng lắm, càng này cứng. Nước chảy ra quá trời, ướt quần mình luôn các bạn. Nước chảy ra đây tiếp mà, thấy không? Ây da, con không bẻ được, cứng quá. Ây da, khó bẻ quá. Quá đã chưa? Dính đi. Nước chảy quá nhiều quá các bạn. Tới em thứ nhì nè. Cứng quá, phải bóp thôi. Nhỏ, càng nhỏ. Đứt ra được không? Được, đứt rồi. Răng mình sao bị bể. Thôi, bóp chắc ăn. Cái phần lớp tờ ở Trà Mava này là 64.95 đồng chưa thế nha các bạn. Thì bao nhiêu tiền Việt thì mình không biết nha. Xong à. Mình tắm lớp tờ luôn à. Ok, mình chuẩn bị đi lấy đoàn nữa. Hẹn các bạn, gặp các bạn sau. Đây là bãi chiến trường sau khi mình ăn 6 con lớp tờ. Tổng cộng là 9 con rồi. Ok, trong khi nghỉ giải lao chút ít dàn lớp tờ, mình sẽ đi dạo một vòng coi hôm nay có những gì. Bánh ngọt. Đây là các bạn, nhiều loại. Đây là kem, chocolate, bánh ngọt, bánh pie. Mọi người đứng deadline để lấy kem với bánh ngọt cheesecake rồi các bạn. Đây, có nhiều loại bánh ngọt khác nhau nè. Dính mì chưa? Quá ngon luôn. Đây, cheesecake nè các bạn. Đủ là mùi hết. Muốn ăn mùi nào có mùi đó nha. Có... Đây, bên đây là bánh donut. Ok, qua đây là hàng trái cây. Hàng trái cây rất là ít, chỉ vài món thôi. Và đây là hàng salad. Salad rau, salad trứng.
Đây salad mình tự trộn nha các bạn. Mình có thể lấy các mùi, các nước dressing đó mình bỏ vô để trộn rau đồ ăn. Thì nó có là, mình vẫn thích cái món này là nó có mực, tôm, nó trộn với dưa leo, cà chua và vị cay cay. Nó là kiểu trộn của người Mỹ á, mình rất là thích. Và green mussel với lại tôm thì mình có thể ăn với nước cocktail này nè, rất là ngon đó. Thì trước mình cũng đang ăn rồi đó. Ở đây thì có hai là súp, chicken soup. À, mình nói thì người ta sẽ múc cho mình. Ok, bây giờ tiến qua cái hàng gọi là hàng đồ tàu thì có gì? Sofa thì giống vậy thôi. Mình thấy không có gì thay đổi như mỗi lần ăn. Có steak nữa mà chưa ăn steak nha các bạn. Thì ở đây mình muốn thì người ta sẽ xào cơm hay mì. Nó thành một dĩa giống như vậy nè các bạn. Chứ. Ok. One butter and one spicy. One of each, okay. And one more right there. Thank you. Right here, look at this. Bà con. Đây là những chú robot tự khiêng đồ đó các bạn, tự chạy tự khiêng đồ đó. Đây là steak. Gà nướng. Ok. Như vậy đấy, sơ sơ là. Cái này là hình như hồi nãy nếu không lầm này là nhúng ớt nè. Hồi nãy mình ăn lẹ quá không quay kịp cho các bạn nhúng ớt. Ok, bắt đầu cuộc đại chiến kế tiếp nha. Đây. Bây giờ mình không nhớ là nhúng bơ hay nhúng ớt nữa. Mà hồi nãy mình ăn lẹ quá không cái video vài phút vừa rồi mình không review, để mình review lại nha. Này nhúng ớt. Thấy hai cái ca nè các bạn. Đây nhúng bơ nè, thấy bơ còn rip không? Còn nhiễu không? À, bơ nè. Ăn cái này sẽ bị quá tròn dữ lắm các bạn. Vợ mình sợ chạy rồi, chứ còn mình thèm mình đi ăn thôi. Nhúng bơ nó sẽ có vị ngon của bơ nha các bạn. Đây, em đây. Mình sợ nó văng quá các bạn. Wow, giờ nước đổ thấy chưa, biết ngay mà đổ vô cái nồi chảo của mình luôn rồi. Bọc bọc nước ra cái đầu ăn gạch nha các bạn. Ngon quá. Còn nóng á, cho nên ăn rất là ngon. Giúp cho nè, bẻ lớp tàu bữa mình đã nói là bẻ thì mình nên bóp cái này nè, thấy không? Bóp như vậy nè, thấy không? Thì nó dễ hơn là mình bẻ chỗ kia, xong mình chỉ tách nó ra thôi. Easy. Ăn chuyên nghiệp à. Rút nó ra thôi. Quyên con. Rồi Quyên con sao? Ăn. Ngon. Chấm miếng bơ. Ngon quá.
và tới giải quyết hai cái càng. Con này là tổng cộng là bao nhiêu con rồi ta? 12 con rồi. Dễ sợ chưa? Ghê chưa? Thịt thơm, thịt cua hồng, thịt đà răng. Rút cho sập luôn. Mình dính trong đây. Bây giờ mình bẻ gì ấy quá, cách tay rồi, chảy máu rồi. Chưa, nó chưa tới. Thằng này dạng đi đâu á? Dạ. Bà uống thuốc hả? Uống thuốc hả? Uống thuốc. Uống thuốc và nước lã đó bơi. Soda không có được. Uống trà. Trà nó không có được, thuốc không ấy. Nước lạnh thôi. Chứ bà nãy giờ uống trà cũng không có được rồi. Nó thuốc nó giả hết rồi. Ok, thế là xong con 12 rồi các bạn. Ok, hẹn gặp các bạn cái đợt đi kế tiếp ăn lớp thời nha. Mình sẽ đi lấy lớp tờ nữa. Ok, bắt đầu hiệp nữa. Hồi nãy là mình bao nhiêu con ta? 12, 15 gì đó là 18 con. Vậy mình ăn 18 con lớp tờ các bạn. Nếu này ăn xong đợt này là 18 con nè. Trời ơi, cái bàn mình nó là Messi luôn các bạn. Cái này kìa cay. Xin mời cho anh. Đây bơ đờ nè. Ngon quá. Ăn cái hồi nãy chấm ớt á, nó cay quá. Ok, tiếp tục hành trình nha. Nhiều quá. Nắm đầu em lên nè. Nắm cái càng lên nè. Nắm lên nè. Nắm cái đầu nè. Bẻ hoàng cái nè. Nước chảy quá trời. Bốc khói luôn. Kia này có trứng. Đã. Trứng quá trời luôn. Trứng đây nè. Ăn nhiều lắm á. Con của con có trứng nè. Trứng nè các bạn thấy không? Trứng tôm mà. Còn trứng không? Ngon quá. Nè. Cái đó là có gát nha, cái này không có gát nè bạn. Mới luộc ra mềm nè. Cái này ăn ngon hơn lần trước. Không biết nãy 10, 15 hay 18 con, không biết mình ăn bao nhiêu con.
15 hay 18 gì đó. Mình nhớ là 18. Cái này mình ăn phát cái lực rồi. Từ trước ăn có 12 con thôi. Cái này rất là ngon quá. Em tự đi tự lái tự né nè. Station đi. Nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá. Quá ngon luôn. Ăn hoài không chán. Không biết là 20 con lấp tờ chưa không biết nữa. Công nhận mình ăn dễ sợ thiệt. Chê cái bụng mình lại bự quá. Ghê chưa. Cái này là ớt nè các bạn. Ớt. Nhúng ớt cũng ngon bà. Nhúng ớt cũng ngon. Trời bự quá. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Ngon tuyệt. Không biết hai mấy con à. Ăn nhiều tấp tàu bây giờ không đếm được. Càng bự cắt xin ái luôn. Bây giờ chạy nước quá. Em đi tới đây nha. Dạ. Cần lấy phim không? Dạ không. Ba đại con đi lấy phim đi. Dạ. Ba đại con đi lấy thêm rồi ba rửa tay. Ba đi rửa tay đi được rồi. Con ăn cái này xong. Ba mình đi ra, hôm nay chỉ có ba mình với mình ăn thôi. Vợ không ăn, má vợ không ăn. Sợ, ăn nhiều quá sợ. Ây da, bẻ không được luôn các bạn, bự quá. Cái đồ bẻ này, không suy nghĩ nó, ây da. Khoai đồ lì. Không có thế bẻ. Rồi nó nát bấy cái càng.
chắc gõ quá, đập quá. Đã chưa? Nhưng mà ngon quá. Càng bự này ngon quá. Cái tay mình burger không à. Trơn quá. Ây da, ây da, ây da. À, trời ơi. Cái càng gì mà nó cứng khủng khiếp rồi trời. Cách tờ chú tờ, tờ gì đây. Ây da, ây da. Dùng răng luôn các bạn. Sợ mẻ răng quá. Finally. Không uổng công nãy giờ lấy ra. Còn đã chưa. Đã chưa. Không chờ. Còn một nửa bên đây nữa nè. Cái càng bự quá. Thank you. That's for you. You can take it. Thank you. Dạ. Đem ra luôn hả? Dạ. Để cho mẹ một ly nước gas cho mẹ uống. Con ở lại ăn nha. Dạ dạ. Ok, nào bây giờ chỉ còn có một mình thôi. Ba mình đã đi đến bài rồi. Còn một mình thôi. Đây, tiếp tục nha các bạn. Chắc này chắc là 20 mấy con rồi đó. Ừ, hồi nãy là 20 21 3 nữa là không biết nữa, chắc cũng còn cái này là chắc chắc là 24 con này, con thứ 24 nè, cái đợt này 24 con à. Đây cái thùng vỏ của mình ăn đây nè, khủng khiếp chưa. Này bơ cay rất giỏm luôn. Mình ăn khủng khiếp quá. Người đó không chịu dọn vỏ luôn. Oh, thank you so much man. Thank you.
được. Bây giờ để cái lưng. Đã chưa? Đã chưa? Trời ơi, phết. Má ơi, ăn rất dơ quá. Để cái đầu ra. Thank you, man. À, cuối cùng nó đã dẹp cái thùng rồi, cho cái thùng mới rồi. Mình bị đứt tay rồi các bạn. Bẻ lớp tờ bị đứt tay rồi. Ham ăn quá. Tại nó có mấy cái cạnh bén này nè, thấy không? Cạnh bén này nè. Bẻ nó cứa vô tay mình đau, chảy máu nè. À, bẻ vô nè đâu. Cái nó cứa vô. Ok, vì ăn hy sinh tất cả. À. Mọc ú ngon. Ngon quá. Tiếc là không có trứng. Mình chưa no, không biết mà ăn đủ 30 con không ta. Càng ướt, sao đây, nước không à. Càng nè. Cái này là răng là cắn không nổi rồi. Bự. Nè. Bự gần bằng bàn tay mình luôn. Phải dùng cái này bóp mới được. Ây da. Ây da. Ây da. Nghe rất khớp luôn. Ây da. 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 Cái càng bự quá. Cái đầu bóp không chịu nổi. Ây da. Ồ. Rồi xong. Lấy được cái nguyên cái ấy không? Ây da. Ây da. Dừng xuống. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Có giờ mình đây mình sẽ cho cái càng này rồi. Đây. Úp. Được chưa? Ngon quá, yummy. Ngọt liếm. Thôi chắc mình ăn 24 con mình ngưng quá. Ăn nữa sợ tăng xong hết đi chơi được. Hè này mình sẽ có nhiều cái plan đi chơi. Các bạn chờ hóng nha. Mình sẽ đi, mình sẽ tìm tới những nơi lạ mà mình chưa bao giờ đặt chân á, để cho các bạn coi. Đây, cái càng cuối cùng. Mình chưa đã, chưa ngon. Nhưng mà chắc mình phải ngưng á. Mình ăn nữa mình sợ mình bị tăng xong á. Chứ mình ăn hoài là còn hoài à. Tại vì mình thích ăn lớp tờ lắm.
cái này là thử là cái này kết quả thử máu chưa về các bạn, bữa mới đi thử máu thì về là ngút cho mây. Đợt trước là mình cholesterol của mình rất là cao à, tập thể dục cũng không suy nhê nang quá nhiều, giờ mình thấy là giờ mình không cho ăn nhiều vậy đâu. Thôi bây giờ 24 con lớp tờ mình ngưng ở đây, mình sẽ đổi qua ăn đồ ngọt, review đồ ngọt cho các bạn coi nha. Còn cái chảo chắc tối về nhà mình mới review quá. Nói chung là cái chảo nó là cái chảo thôi, nhưng mà nó được mạ vàng thôi, vàng 18 thôi. Mình ba mẹ mình chơi ở Gia Mã Và nó cho. Can I have one of this? Yeah. One of this. I don't. The yeah. That one is one of this apple and the next one the nearby. Both of them. Yeah. This one answer. This one. Anything else you can recommend me? I try it. Which one is bad? You think it's good? Okay, try it for me. Thank you. Thank you so much. Thanks. Yeah. Bánh này có vị chanh các bạn. Ngon. Ham ăn quá mình ăn gieo lồ rồi. Là xương xa đó các bạn. Bánh này nó giống như cheesecake vậy, nó có trứng ở giữa các bạn. Giờ cái này nha. Đập chưa? Ngon lắm. Cái này là chocolate nè các bạn. Chocolate. Này là dâu, mực dầu. Ây da. Ăn lớp tờ nhiều quá, cái muỗng bị người ta lấy đi mất tiêu rồi. Giờ lại dùng cái muỗng ăn ice cream. Ăn. Cái này á, nó giống như trứng đánh lên dưới là strawberry các bạn. Ngon. Mình review lẹ thôi, rồi mình ăn hết cái đó sao. Cái bánh này thì nãy bà khen là nên ăn, thì mình không biết là cái gì. Mình thấy xung quanh là có chocolate nè, ở ngoài là cái bánh cuốn. Tôi trông có cream. Cái cream này béo béo giống như bánh sushi vậy. Ngoài có cái bánh ngoài có chocolate. Ok, mình sẽ review ice cream và mình xin tạm biệt các bạn luôn nha. Video quá dài rồi, để mình giải quyết xong hết những cái phần ăn này. Cái dâu lồ là xinh xa dâu đó nãy ngon lắm. Quá ngon luôn. Này là caramel ice cream nha các bạn. Tại vì ăn hơi chậm á, làm TikTok á, cho nên nó ra chảy rồi. Nhưng mà trộn với đậu phộng mà ngon quá. Jason xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành xem hết video này. Xem Jason review lớp tờ hôm nay thì Jason cảm thấy là lớp tờ ngon hơn những lần trước rất là nhiều. Lớp tờ rất là tươi, thịt rất là chắc và ngọt. Bụng Jason có ăn nữa, Jason đã tổng kết là ăn khoảng
24 con đất tời, nhưng mà không dám ăn nữa, vẫn còn bụng đang đó, nhưng mà sợ là bị cholesterol quá nhiều đi, cho nên thôi ngừng ở đây. Và xin cảm ơn các cả nhà đã cùng đồng hành, và xin hẹn cả nhà trong video kế tiếp, cũng những các khám phá ở những nơi xa lạ và những món ăn mà Jason thích và có thể chia sẻ cùng với mọi người. Cảm ơn rất là nhiều và xin chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Bye bye. Ok, đi. Chưa mẹ. Là được hai ổ pizza. Có là xúc xích, thịt heo, pepperoni, meat lover, hai cái luôn hả? Không, ở dưới là lớn cho người ta biết người ta không sợ nữa. Meat lover. Còn này là vegetable đấy. Vegetable. Nửa cái. Thì chờ Ma Và có cho tiền, mình có thể dùng cái tiền đó để mình đi mua đồ ăn. Bên cạnh đó thì mình có thể mua thêm là này là gì? Tofu hả này? Spicy tofu là rice với lại bok choy. Còn này mì xa, chow mein. Con này là gì? Orange chicken. Beef với broccoli xào. Con này cải xào hả? Uh-huh. Còn bên đây là tôm, seafood chow mein. Combination chow mein đó. Rồi còn bên đây là curry. Curry gà. Con này là tofu, đồ chay nè. Thì hồi nãy nói là có cái chảo bằng vàng này nè. Để mở ra coi thử coi sao nha. Cái chảo bằng vàng. Nó là 9.5 inch. Còn có thằng kia là bao nhiêu mà? Ồ, cái quai mạ vàng luôn mẹ ơi. Vàng 18. Vàng nè. Nặng hả? Ồ, đẹp quá ta. Bằng vàng đó. Ủa, thứ tư mày phải lên lấy cái lớn hơn rồi mọi người. Thứ tư là nó cho cái khác. Tư nó sẽ cho cái chảo bự hơn. Nè. Cho Ma Và tặng đó. Hai cái chảo bằng vàng nha, vàng 18 nha, để xào nấu không dính nè. Cái chảo vàng đẹp quá ba ơi. Cái quai bằng vàng luôn ba. Mạ vàng luôn. Cái này là cái gì của mâm hả? Đẹp. Bằng vàng. Cái này hình như không sao chứ kìa.